Tôi xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay là rất là vui luôn nghe, vì được chú Cảnh với lại cô Hằng gửi tặng 100 phần quà đến cho bà con nhân dịp rằm tháng 10 với cả nhà. Tháng 10 thì cũng cuối năm rồi đó, là cái rằm lớn nhất ở trong năm nha. Hôm nay thì cô chú là gửi tặng là 100 phần, thì trong đó là ở chỗ của Tiền với lại chia ra cho hai chùa, là chùa Ô Tà Sóc với Ô Tà Ngáo hả chị? Tà Ngáo. Dạ, Tà Ngáo. Tà Ngáo không có ô. Kêu ô cho nó dành. Ai biết. Ô Tà Sóc với Ô Tà Ngáo cho dành. Hôm nay là cô với chú gửi tặng là mỗi một phần quà như vậy là chỉ giá 264.000 trên phần như cả nhà. Trong đó thì gồm gạo, gạo thì Tiền gửi với nhà của Út ở dưới á, hồi xe tải lại á, rồi mình vận chuyển lên xe tải nha. Gạo thì 10kg là 140.000. Dầu ăn thì 30.000 một chai, đường là 21.000 một ký, nước tương là 7.000, nước mắm là 20.000, hạt nêm 15.000, bột ngọt 31.000, tổng cộng là 264.000. Thì con đại diện cho bà con nhân dịp rằm tháng 10 này thì cũng chúc cho gia đình của cô Hằng với lại chú Cảnh lúc nào cũng là hạnh phúc, đang vui vẻ, lúc nào cũng công việc thì hận bờm xuôi gió nha. Rồi giờ thì có mẹ nè, thì giữ bói bói. Bói bói nó lặt rồi cả nhà ơi. Bên đây thì có bà Hai. Bà Hai nè, để cho dầu vô. Bên đây là có bác Sáu kìa cả nhà. Bác Sáu. Ở đây thì Hiếm Hai với Hiếm Ba với chị Tiền cũng có lên phụ á cả nhà. Mình chia ra tương nó mới đủ nè, 6 món nha chị. Ở trên hai chùa thì mỗi chùa là 35 phần. Với lại cô có dặn là cho ở trong nằm nhà nè với bà Hai. Một hoặc là lũng bây giờ với lại bác Sáu chú Tung rồi đó cả nhà. Thì còn dư bao nhiêu thì mình sẽ chạy vỏ lãi để mà đi tặng cho mấy cô mấy chú mà làm ở ngoài sông nha. Mơ tới ra đồng nữa. Mơ vừa thấy vỏ lãi chạy ra phóng xuống sông mò ốc đi. Mơ ra, ra đồng. Mơ đi hái được điện điện. Cho nó đi. Đây, dầu ăn này là một chai này là 1 lít đó cả nhà. Cái này là 1 chai 1 lít không thêm ba. Chai là 1 lít dầu ăn. 2 4 6. Đây, cộp lại luôn chị. Mình vô bọc đi rồi cộp lại luôn. Này là nước tương Tam Thái Tử nha, 7.000 một chai. 6 món đó. Má nhóm má giòn. Mắm đợi nhà. Bói ơi, bói, mẹ đây nè. Thấy rồi. Thấy rồi kìa mặt kìa. Niêm thùng chưa khui á. Rồi thì Tiền với lại chị Hai với anh Hai với Phong sẽ chạy theo xe tải rồi mình lên chảnh. Do là đồ đạc thì Tiền mua ở đây hết. Rồi sau đó mình dặn chuyển lên trên đó nha cả nhà. Đó, dễ làm. Ra dọc ra cho. Đâu rồi cái bịch đâu cháu, con mới bịch nè, bịch nè anh cháu mình bọc rồi đi. Đây hạt nêm, bột ngọt, đường, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gạo thì chút xíu nữa mình vận chuyển lên xe luôn. Đủ rồi. Rìm gòm rồi cái mình đếm lại. Vậy cho đủ. Thiếu rồi ba bù. Thiếu lấy gì bù, thiếu rồi cho người ta biết đâu tao bù. Thiếu rồi ba bù. Thế thôi ha. Bữa nay thì ở nhà làm gì mà ồn ồn quá con hả? Cho dầu ăn lên. Cho bác à. Đẩy một thùng chỗ này dầu ăn cho bà Hai với chị Sáu luôn. 2 3 4 5 6. Cái này là cô chú là tặng là nhân dịp ngày rằm, nhưng mà những cái đồ mặn này thì bình thường là bà con người ta cũng có người ăn mặn ngay cả nhà, cho nên là mình cho đầy đủ đồ gì để mình đó nếm luôn. Bên đây mình có rồi, để nó cho bà Hai nó vô. Dạ. Đó bà Hai đó bà vô. Tương nè chị. Theo hồ cho đầy đủ. Vô đầy đủ hết đi. Đầy đủ luôn đi Hai ơi. Cho dễ.
để mấy công chuyện qua chuyện lại, lại luôn thiếu đó. Người nào vô hết người nấy đi cho dễ. Đây, cho thùng nước mắm đi người đẹp ơi. Mắm. Mắm. Sáu phần đếm hai. Đủ sáu phần là nghỉ. Còn mình thật nêm nữa. Rồi. Đây đưa chị cho nước mắm. Đây nước mắm trở về đó thùng luôn đi nhỉ. Đây gặp cho mình đó nè. Bảy. Nhà giống như bán tạp quá. Bán này bán quá đắt luôn ha. Ngày mà bán mấy trăm phần luôn à. Đây cho thùng vô luôn. Lát bà hai bà lấy xe lại lên cho thùng. Bể bắn mặt bầm đó. Nhìn chị ạ, bây con cầm gói đồng cho con. Bữa nay nhà mặn gì mà đông dữ vậy. Đây, chúng tôi thương chúng ba đây. Rồi, đây, đây. Rồi, muốn bới, muốn nhiều chuyện là bắt mối bà hai với bà ba đi. Rồi, nó nhiều chuyện, cái nó chữ, nó giống ai mà nhiều chuyện quá nó. Giống bà ba với bà hai với bà hai hả? Nó phái nằm sắp lắm. Kìa 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 kìa. Ủa, bạn gì đó chị không ai về à? Nữa, thương. Đây, ngực gáo kìa. Ngực quá gồm áo. Ngực quá gáo luôn rồi đó. Chị hai ăn cơm chưa rồi nữa hả? Đây là cái bọc này nè, cái vô đựng bọc nha. Thơm cho nó tiêu cơm. Thứ khác bà cũng mất mua à. Đây này khỏi mua nè. Thế là ta cho đầy đủ luôn. Có hả? Có nguồn dạch nước tương của người ta nữa. Trong thùng giờ ăn luôn đi người đẹp ơi. Để sao vô cái đậu gói đi. Mấy mẹ nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ rồi đó. Xanh xanh đỏ đỏ quá nhìn kìa. Cái thùng vô ăn về. Về. Cái thùng vô ăn nữa đi. Vô ăn. Giờ hôm nay giờ. Này phải cho thằng ra cho đồ niêm đầy đủ luôn nha. Dạ. Dạo nấu ăn rồi có đồ niêm đồ đầy đủ luôn nha. Nước mắm có quẹt được. Đó. Ờ, cho đầy đủ hết trơn đó. Xịt nước tương. Cô nó lạnh với bà than dữ à. Cho bịch muối ăn cho lâu một chút. Ừ. Bịch muối ra. Thấy bịch muối. Cho muối cho ăn cho lâu một chút. Bác sáu còn vào ăn không? Nè, tao với bà ăn nè. Nè, thùng nè chị. Ừ. Rồi, thùng nước mắm đi. Hai bên luôn đó mà còn than đó. Hai bên vào ăn không? Nó nhìn, ai nói chuyện cái nó nhìn kiếm người đó đó. Ai nó nhìn là nó đó hay không? Nhìn quá thương này đó. Đó. Bơi ơi, bơi. Hồi nãy thím hai lên thím hai đưa ngủ luôn bà. Dễ ngủ mà. Dễ ngủ lắm. Không nhận cái giỡn gì chứ. Có người là... giữ á. Có người đăng ký giữ à. Giác tối là khỏi đi đâu đó. Bà hai để xong lưng á. Nghe giọng. Sáng mới vô mà thấy đi nước uống thì gà vậy á. Nó nghiền qua không lặt qua không lặt. Bà mẹ á. Má nhắm mắt mở cừ. Đếm núi. Nó
Bơi ơi, Bơi à, kiếm bà ba nè, kiếm gặp bà ba không? Bà ba xa quá không thấy rồi. Bà ngoại nằm mơ, bà ngoại thấy mới té u cái đậu. Quỳ lên một cột cái mắm. Mắm là gì? Đó gà, đó lạnh đó đó. Còn thấy coi chừng. Thấy nó à. Chưa mà thấy biết đi đậm đậm kìa mới giữ. U thiệt đó. Buông ra là, buông ra là. Con này thấy nó nhát. Trẻ lè lưỡi nhìn bà kìa bà hai. Này thì mấy thím cháu với lại bác Sáu với bà hai đồ cả nhà mình vô bọc xong hết tiện hồi Phong sẽ lấy xe đẩy á tặng vận chuyển ra ngoài xe đẩy nha. Còn phần gạo thì chút xíu nữa tiền xuống dưới tại có gửi ở nhà Út á cho nên là hồi mình sẽ xuống dưới mình cũng vận chuyển gạo lên xe, gạo lên xe luôn. Đây sẵn đây thì con gửi luôn nha, gửi cô Hằng với lại chú Cảnh gửi cho bà hai một phần đây. Vậy bà hai lấy đồ niêm niếm trước, điện thoại xuống dưới bà hai lấy gạo sau. Dạ, đây con gửi luôn. Đây gửi cho bà hai phần nha. Cô chú chúc bà hai nhiều sức khỏe. Dạ. Cái này cô chú cũng gửi cho bác Sáu một phần luôn nha. Dạ, đây. Cảm ơn chú Cảnh với cô nha. Dạ. Cô với chú mừng ăn phát tài phát đạt. Dạ. Cảm ơn. Rồi đây, mẹ một phần. Đây ngồi con lấy gạo sao rồi ngồi thiệp đám cưới đám gì ra nhóc chân nè đâu có đâu nãy con kia. Cảm ơn anh với chị rất là nhiều nha, chúc anh chị lúc nào cũng nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ bên con cháu của mình nha, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi tới thím ba, thím hai, thím hai trước đi, thím hai trước đi, đây gửi cho thím hai luôn. Rồi em cũng cảm ơn anh với chị rất là nhiều luôn, chúc anh với chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui nha, được nhiều sự may mắn nha. Rồi tới thím ba. Rồi em cũng chúc chị nhiều nhiều niềm vui và nhiều nhiều sức khỏe nha, luôn luôn hạnh phúc và bên con cháu. Rồi tới chị hai luôn, đây cô chú gửi cho chị hai luôn. Rồi con cũng cảm ơn cô Hằng với Cảnh rất là nhiều nha, chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe, mọi người cũng phát tài phát lộc. Rồi tiền cũng được cô với chú gửi tặng một phần luôn nha. Đây thì con cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều nha, chúc cô chú lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe. Lúc nào cũng dành tình thương cho gia đình của con. Cảm ơn cô chú. Gửi bác Sáu luôn. Bác Sáu nhận giùm chú Tung giùm con nha. Dạ. Đây. Này bác Sáu ấy trước đi nữa Phong chở gạo lên sao. Cũng thay mặt chú Tung cảm ơn chú Cảnh với chú Tinh. Dạ, cô Hằng. Cô Hằng có nhiều sức khỏe và vui. Thì cô cũng nói là gửi cho chú tài xế một phần với lại cho sư cô một phần. Chắc hôm nay là sư cô không có đi chung với lại con với chị hai được á cô ơi, do là ở chùa thì mấy cái Phật tử lại á nhiều quá nhân cái ngày rằm này nè, cho nên là không có làm kịp ở trong chùa. Thì sư cũng nói là nếu mà đi thì cũng tầm tới 3 giờ sư mới đi được, nhưng mà 3 giờ thì đây lên trên đó cái đường đi nó rất là xa luôn, thì con sợ là không có kịp rồi lúc nào tối nữa, cho nên đó là sư nói là hỏi tụi con đi được không thì con với chị hai với anh hai với Phong với lại chú tài xế sẽ đi lên trên đó nha. Sư cô thì ở nhà nhưng mà cô cũng có dặn là sẽ chờ cho sư cô một phần nè với lại chú tài xế một phần. Rồi thì con cũng đại diện cho sư cô cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Bây giờ thì xong những cái phần này á thì sẽ vận chuyển ra xe tải, rồi xe tải sẽ vận chuyển xuống dưới mình dùng gạo lên xe đến là mấy chị em đi luôn á. Nhìn không thấy đến là chưa. Bói trong bói bịch nó sắp kì này cả nhà. Cả nhà ơi, tại nãy giờ thì cũng đã lên tới chùa này là chùa gì chị? Tà Ngáo.
chùa Tà Ngáo rồi. Giờ Tiền với lại chị Hai với lại mấy chú ở đây sẽ vận chuyển cái phần gạo với lại những cái thành phần miếng phẩm mà của chú Cảnh với lại cô Hằng gửi cho bà con ở đây. Thì bà con người ta cũng lại, giờ mình chỉ cần là mình vận chuyển mấy cái phần gạo xuống xe là mình sẽ gửi trao những cái phần quà này cho bà con nha. Hầu như thì bà con ở đây cũng rất là vui vẻ luôn. Với lại thì gia đình của chú Cảnh với lại cô Hằng có nhờ chùa ở đây để mà cầu siêu cho ba mẹ ruột với lại ba mẹ chồng. Thì tên thì Tiền sẽ ghi ở ngoài phong bì. Thì chiều nay thì sư cả ở chùa này sẽ tụng kinh để mà cầu siêu cho ba mẹ ruột với lại ba mẹ chồng của cô Hằng nha. Thì mỗi một cái bao thư như vậy nhờ chùa cầu siêu thì cũng có cúng dường tại chùa. Thì mỗi bao thư như vậy là 1.150.000 nha. Thì đặc biệt riêng một cái nữa tặng cho chùa ở đây là mỗi một chùa như vậy thì sẽ là 100 kg gạo với lại 10 chai dầu ăn. Đó. Thì Tiền sẽ có nhiệm vụ là trao gạo cho bà con ở chùa Tà Ngáo. Còn chị Hai thì sẽ làm một cái video quay tặng cho bà con ở chùa là chị Ô Tà Sóc nha. Do là hôm nay là sư cô bận việc quá, tại vì gầm thì ở chùa nào cũng vậy, rất là bận bịu luôn. Cho nên là sư cô không có đi chung với Tiền được, cho nên là Tiền với lại chị Hai với chú tài xế đi thôi. Đây. Giờ Tiền sẽ ghi vô, còn hồi mình sẽ gửi cho sư cả ở đây. Ở phía bên kia thì nè chị qua bển đi. À, chị vận chuyển quay vận chuyển. Ở bên đây thì mấy cô mấy chú cũng phụ tiếp để mà vận chuyển nhu yếu phẩm với gạo xuống để trao cho bà con. Hôm nay thì chú Tám tài xế để lái vận chuyển những cái vật này. Ba mươi lăm phần đó chú Tám. Anh bước lên kia truyền gạo ra đi, đếm đủ 35 phần nha. Hai tám. Ba mươi bốn phần nữa. Dạ, dạ rồi đủ. Ủa nãy giờ đếm dân người dân tộc luôn á hả? Nãy giờ nghe gì tầm mui tầm canh gì tầm lúc hết trơn. Chú nói chuyện được không hiểu sao được? Ủa chú hiểu hả? Sao? Một hồi á thì em với chị sẽ bưng mỗi một người vậy là một phần gạo dưới ấy nè. Để cái chồng lên luôn, bưng để ngay trước mặt cho mấy cô hết. Sau đó thì mình mới nhờ sư cả là hướng dẫn là cho mấy cô với mấy chú ở đây là mình niệm Phật với mấy bà đi. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ hàng ngay cô chừa một khoảng là con để quà ở trên giữa. Dạ cho con. Dạ. Rồi chừa một khoảng này. Dạ chừa khoảng cách để con để quà. Dạ dạ. Dạ. Ở đây thì mấy cô, mấy ông, mấy bà với lại chị em ở đây cũng rất là vui vẻ luôn nha.
Dạ. Cho con cái khoảng cách ra nha bà ngồi xích lên giùm con chút nha bà nha. Dạ. Cho con xin cái khoảng cách này mấy cô. Dạ. Rồi bà lên xích lên cho con bà tới đi lui á. Mọi người cái khoảng cách nha. Dạ. Lăn cho con để quà trước mặt mấy cô luôn á. Dạ. Rồi con nhận quà phải không? Con có nhận quà không? Rồi. Con có nhận quà không? Dì, chị ơi, dì xuống dưới này ngồi giùm con cho có hàng luôn ha. Tại chừa cái khoảng cách ra. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, ngồi đó đi, ngồi đó đi. Dạ dạ rồi một người xuống dưới này. Dạ. Rồi từ nãy giờ thì vận chuyển gạo với đồ niêm yếm phẩm xuống hết trơn rồi đó cả nhà ơi. Thì đây là sư cả của chùa Tà Ngáo này nha. Thì mấy bà, mấy ông với lại cô chú anh chị thì cũng lại đầy đủ hết trơn rồi. Thì hôm nay á thì con cũng chào bà con ở đây nha. Hôm nay thì được gia đình của chú Cảnh với lại cô Hằng có gửi tặng cho bà con ở chùa Tà Ngáo này là 35 phần gạo nha. Thì hôm nay là món quà của cô gửi tặng á, mình á là gồm có là gạo nè, là một chục ký gạo, dầu ăn là một chai dầu ăn, một ký đường, một chai nước tương, một chai nước mắm, hạt niêm, bột ngọt. Thì tổng giá trị phần quà hôm nay là 264.000. Thì cô chú cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cho bà con mình, chúc bà con mình lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nha, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Cho con xin một tràng vỗ tay nha. Rồi hôm nay thì đến đây thì được sự hỗ trợ của sư cô, nhưng mà hôm nay sư cô không có đi được nha. Thì hôm nay là giao lại cho sư cả ở đây, thì sư cả ở đây cũng có vài lời phát biểu gửi đến cho cô Hằng với lại chú Cảnh với lại bà con ở đây. Dạ, dạ rồi. Mô Phật này xin xin chào quý vị Phật tử và Mạnh Hồng Vân đã giúp đỡ trong chùa Tà Ngáo. Phật tử chùa Tà Ngáo người khó khăn thì xin chúc cho cô Hằng và chú Cảnh đã giúp đỡ bà con Phật tử ở chùa Tà Ngáo này, thì xin cầu chúc cho được sự hạnh phúc và an khang, được mạnh giỏi và phát đạt. Xin mô Phật được rất nhiều. Dạ. Dạ thì sư cả cũng có lời phát biểu gửi đến cho các mạnh thường quân với lại bà con ở đây xong rồi. Thì tiền với lại chị Hai sẽ đại diện cho cô chú để mà gửi những cái phần gạo với lại đồ niêm yếm phẩm đến cho bà con nha. Rồi giờ hai chị em mình sẽ người bưng gạo, một người bưng đồ niêm yếm phẩm hả chị? Rồi. Rồi mình gửi luôn, mình để ngay trước mặt bà con đi. Rồi. Đây chắc con gửi ba. Vậy anh Hai tiếp luôn anh Hai ơi. Rồi con gửi bà một phần nha. Dạ. Rồi, chắc con để. Rồi bây giờ thì bà con mình để xuống dưới đi ông, để xuống dưới đi ông. Rồi ở đó đi. Dạ. Dạ rồi cho con để gửi nha. Dạ ông, chúc ông nhiều sức khỏe nha ông ơi. Con gửi ba ơi. Anh Hai cứ để tiếp đi. Con mình có vui không? Dạ bữa nay vui không mấy ông ơi, mấy bà ơi. Dạ. Anh Hai để gạo đi em này. Em gửi chị. Đừng. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ chúc mấy bà thật là nhiều sức khỏe luôn. Rồi đây cho con gửi cho nha. Giờ thì tiền với lại chị Hai với anh Hai á sẽ gửi những cái phần này. Dạ dạ rồi cảm ơn bà nhiều. Dạ dạ chú đẩy tiếp con luôn nha chú. Bà nhiều sức khỏe. Dạ đây. Đây chưa có gạo. Để rồi đây con gửi. Con chị qua bên đây trước đi. Dạ cho nó tiện đường để khỏi đi qua lại. Dạ rồi đây. Rồi đây con gửi ông nha. Dạ hồi con đem đồ kia qua nữa. Dạ rồi đây. Dạ đây gửi chú luôn. Dạ con gửi ông. Hai bao luôn đi. Bên mình xách tay có cái đồ xách này chị.
Dạ đây con gửi chú. Dạ. Cho con để em trước nha. Dạ. Ui. Dạ con gửi chú luôn. Dạ. Dạ còn ai nữa? Dạ đây con gửi chú luôn. Dạ chú để trước mặt con nha. Dạ. Rồi chị để hết luôn đi chị. Ba ơi cho con gửi ba nha. Dạ. Cho con gửi chú luôn nha. À, đây cô chị. Dạ con gửi chú. Dạ rồi đây. Dạ dạ cảm ơn cái phun chai cho mau nè. Dạ. Dạ dạ rồi. À, đúng chưa chị? Còn hết còn dư một phần hết vậy chị? Cho con gửi ông nha. Không. Ờ đủ chưa? Còn 1 2. Còn 2 bịch ấy nữa thì thiếu hả chị? Bịch đâu tiệt tới lơi. Đủ đủ hết chưa chị ơi? Còn một phần nữa. Rồi vô đây luôn anh ơi anh. Dạ. Rồi để đây đi cho anh gọi đây luôn đi. Vậy là còn mấy phần đồ niêm yếm nữa? Hai vịt nữa. 1 2. Rồi còn hai phần nữa là hết. Đúng chưa? Rồi cho em xin gửi. Dạ. Rồi xong hết chưa? Rồi xong, xong không? Dạ. Dạ đây là lời phát biểu của Mạnh Thường Quân gửi đến cho mấy cô với lại mấy bà mấy ông ở đây nha. Thì thay vì cái lời nói cảm ơn thì cô với lại chú là muốn là ông bà cô chú anh chị ở đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần để mà mình nhận khỏi có phải là mắc cái nợ của cô với lại chú. Dạ con nếm 1 2 3 mình cùng niệm ha. Dạ. Dạ. 1 2 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn ông bà cô chú ở đây rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thì ông bà cô chú có thể nhận những phần quà của mình rồi mình đi về là được rồi đó. Dạ. Rồi con cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ. Dạ cho con một tràng vỗ tay nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Mấy bà nổi không? Chúc mấy bà cô chú anh chị các bà các cô ở đây thật nhiều sức khỏe luôn nha. Bà có đi chung với ai không? Bà có đi chung với ai không? Sao bà sắp nổi? Mình lên hả? Rồi bà đi bộ lại hả? Rồi giờ có ai không sư cả mình nhận chuyển về á? Dạ. Mấy bà với lại mấy ông nè, cô chú anh chị ở đây cũng rất là vui vẻ với lại nhiệt tình luôn, rất là thật thà luôn á cô chú ơi. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ. 82 tuổi. Bà năm nay nhiêu tuổi? 80. Dạ. 87. Dạ. Ồ, 87 mà. Khỏe lắm nha. Khỏe lắm. Dạ. 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 Rồi giờ mấy bà về khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi từ nãy giờ thì cũng đã phát gạo với lại đồ cho bà con ở đây xong hết rồi. Cái phần này là cô chú là chú Cảnh với lại cô Hằng có gửi cúng dường đến chùa mình là 100 kg gạo với lại 10 chai dầu ăn. Dạ. Dạ rồi. Thì ở chùa mình thì cũng có cầu siêu đúng không sư cả? Dạ. Thì những cái phần này là đại diện cho bên của cô Hằng với lại chú Cảnh là có ghi đầy đủ thông tin của cái người mà mình cần cầu siêu. Đây là ba mẹ ruột của cô, còn ở dưới này là ba mẹ chồng. Thì trong đó ở phía sau này là pháp danh, mình đọc luôn pháp danh. Thì ông bà là ở Metro Canada. Dạ. Rồi đây là phần trong này thì nhờ bên sư cả là nhà xuống cầu siêu giùm. Dạ. Xin ngồi xuống đây xin sư đọc cầu siêu cho bây giờ luôn cũng được nữa ha.
Dạ không, chiều á, mỗi buổi chiều thì sư có cầu đó, thì rồi, nhờ rồi. Sư cầu giùm luôn. Rồi, dạ, rồi. Phật phải sư xin cầu chúc Mạnh Hồng Quân và bà con đã giúp đỡ chung chùa, sư xin cũng tin một bài để cho Phật tử được sự an vui. Dạ. Mình sự cầu xin vô bảo của tấm tính thành Tam Bảo, cho được màu thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Mô Phật được rất nhiều. Rồi cảm ơn sư rất là nhiều luôn nha. Dạ. Dạ. Rồi thì cô chú ơi, hôm nay thì con với lại chị Hai với anh Hai với lại chú Tám ở đây thì cũng đã làm xong hết một chùa, đó là chùa Tàng Áo ở đây rồi. Thì bà con cũng rất là vui luôn. Thì con đại diện cho bà con ở đây cảm ơn cô với lại chú rất là nhiều nha. Chúc cô chú lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nè. Công việc lúc nào cũng luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Tiền cũng cảm ơn bà cô chú anh chị lúc nào cũng luôn yêu thương, ủng hộ video. Còn bây giờ thì xin chào nha. Bye bye.